Ok, từ ngọt nên chân chúc nha nơi video mới tiếp. Đây là video mới nhưng nơi bậc hai này đó nha, để tôi cho mùi nâng back end hay nâng front end server side bỏ dân. Chân nơi cứ chưa bật chạy bỏ nhóm. Đây là bật chạy bỏ nhóm nộp nông package.json cứ nhóm màn ta làng express hay nâng node mount. Mới thôi chạy server bỏ nhóm. Thì dân ai restart bán. Chân nhóm vậy run server bỏ nhóm. PM run start. Chúng server bỏ nhóm run start đấy. Chúng server bỏ nhóm vừa run the port by pawn. Hay cái này cứ nhóm run config HTML. Nó không HTML nó cần miền HTML đấy. Cứ còn để miền ICOs JavaScript. Nhưng miền input number mũi hay là miền button mũi get user. Hay nó không app cho anh cứ toàn miền ấy tế hay nó không JSON user data JSON cứ dùng miền data mà tích cái này nhóm nâng read data nâng nó không server bởi dân read JSON file mùi nâng chẳng bởi xanh thì dân tờ ran web server dân lâu ní chẳng dân khơi miền tại input nâng mùi tì okay. Chúng nó không back end nhóm trao cả read file chúng nhóm bàn import file system mới chúng nó còn lại nhóm bắt cả array mới nhóm đã cho biết hai user chúng nhóm convert nhóm trao cả tờ read file này mà file bởi dân cứ chung là user.json và tôi bây giờ read file này rồi hơi nhưng trong send via tờ can client bỏ dân chứ nhưng ta nhưng nó bây giờ như vậy slide user chân cái này cứ nhầm send user để dân bạn read trên một file JSON anh ấy dân bạn read trên một file JSON là nhầm send via tờ can client bỏ dưỡng ta mà dựa slash user chứ những chỗ tôi không browser bỏ dưỡng nhưng sao với slash user user chứ những khi như tôi bán là data để dựng bàn read trên file user mọi chứ nó không nếu nhầm trong quay slash id small mà thành lệnh mùi chứ nhầm trong chập vì bạn là không nhận miền id lệnh mùi tới việc chẳng ta chẳng im thi chẳng tất tại bản thân thì mình lệnh bắt chẳng bị chẳng ta lệnh bắt là lệnh xin thì đặt chẳng đi okay. Chẳng nó có lại ní à vậy là dân chọn bán cứ nhưng chạp vô ID nó bị đặc kỳ xanh dù ở bạp nâng cứ chẳng như bác lại bỏ mối cứ ID mà chúng mình nâng request.query dot id để chỉ parameter bỏ dân chẳng những thực thơ can loop array bỏ dân tới hay những sạc xa tha person bởi chỉ user object bỏ dân dot id smart smart chỉ mỗi nâng id để kê bỏ mô nó không url cái này cứ chỉ id để bỏ mô bị url query cứ chỉ sinh nhà số này hay id này cứ chỉ parameter này chẳng lệnh nó cứ chỉ value bảo vệ và ta vậy thì chạp bàn bị dù ở cứ chỉ string chẳng những convert viết tự chỉ int chẳng bắt sân chỉ vì smart này id để kể bỏ máu miền đôi những id để miền nó không ngả đấy dương nâng bỏ array nâng chạy tới chẳng những bắt cắt single user mũi để chỉ array tập tế dương ai bỏ chỉ object các bạn đấy không nên dùng chọn bỏ chỉ array chứ dùng chọn bỏ chỉ object chứ là cái này đấy cứ single user small chỉ một user chân user nó cứ chỉ object nó bây giờ dùng bản thân chỉ id để dùng bỏ mó small là id để miền nó không array nhưng dùng object nâng tới hay send object nâng tới can client như vậy
chẳng nó lơ prà sa bà sa dương refresh dương khơi lên pal cứ chạy màn ta lên pal tí hay bà sa nhóm đã lên bói khơi chạy nhà lên bói nhóm đã lên bốn vì chạy lên bốn tại bà nhóm đã lên cao phim nắng cứ vì chạy tật tì object tật tì một hai đấy đời xa đại dương data bói dương cứ miền tập bay tí cứ miền id lên pal bay bốn ok chắc nhưng trong phải chỗ lại đi lại đấy bây giờ chơi kẹt tới nhưng chạp bán user mùi năng mà đến miền ID đây nhưng phải chỗ này mà sân dẫn miền tới vì ở trên em thì anh chẳng tới whatever chắc là nâng tiện tông cho mùi năng client bao giờ này chắc nhưng chỗ tập can client bao giờ URL nhưng bậc cao URL mới nhé nhưng tục và năng sẵn chắc nó dựa vào những cư khăn ông lại ăn vào những cư thay nên nó phải đi chạy được bật tóm chắc nó phải để nhóm chạy lưu bật tóm nhóm call function mới nhóm đã thay display user ai chẳng tên chắc nó lại những bật function mới cứ display user chẳng nhóm tự chạm vào dù pin phone nhóm là ID number anh nó cứ chỉ ID bỏ ai team ở bỏ dưỡng anh nè ok chẳng nhóm chạm vô ID nâng móc hay nhóm đặt dot value mình thả lỡ dừng tụi bạn vào dù pin phone nâng nó bị ghi bị trồ chẳng chỉ những trong bạn ơi ID ni smart nâng đồng lại để kịp cho một pin post chẳng cái này nó đã ID smart bộ cho mùi nâng ID chẳng ID ni cứ ở vầy đình chạp bàn một pin post chẳng chỉ vào dù được bỏ ở vầy đây kia của vùng search nâng chẳng những nhóm pra ICO dot url dot then chẳng nhóm ta request vô số lọc mới thay nhầm từ tổ bán user mùi mùi màu ọt nó bị đẻ kì bị chỗ đầm lại mà chắc nhìn tâm mơ không còn sốn chắc ưu thơ thằng lại nhầm bị chỗ lệch mũi nhầm chơi tới cứ vì chanh tật tế object tật tế là xa tại viện miền tí tại bao nhầm bị chỗ đó lệch bắl cứ vì miền lệch bắl cứ miền object lệnh 7 có miền object lệnh 4 có miền object tại lệnh đọc có miền thì chắc vì chẳng nhìn thì chắc miền thả lời cứ dân chạp bàn object tạm dựa cả phải chỗ ID này chắc chẳng ai vô viên tại display là tạm chặt bỏ dân đòi dân ai bật cả chữ phang xanh thông mấy mũi bỏ chỗ cái này ní hay dự bật cả viên tầm mấy display này là whatever chắc nó không video mình nhìn xong thơ bằng nắng bye bye.